La la, la 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 Nè, đi đâu mà vui vẻ yêu đời vậy ông bạn Tôi vừa đi bảo dưỡng xe đại lý Toyota về Hơn cả sự mong đợi luôn mới Có gì hay không vậy không? Này nha, đến với đại lý chính hãng Xe được bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của Toyota Chi phí chẳng hơn bên ngoài là bao nhiêu đâu Nhưng quan trọng là an tâm và được phục vụ chu đáo Vậy hả? Vậy tôi cũng trở lại hãng thôi An toàn là trên hết mà Chương trình chào đón bạn về nhà tặng ngay 50% dầu máy Khi đến với các đại lý Toyota trên toàn quốc Trong tháng 10 và tháng 11 Áp dụng cho 3 dòng xe Vios, Innova, Fortuner Sản xuất trước năm 2013.